Tại Hà Nội, hội nghị quan chức cấp cao năng lượng chủ bị cho hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN AMM lần thứ 38 đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Hội nghị này nhằm một lần nữa xem xét các vấn đề chính về năng lượng của khu vực ASEAN, đặc biệt nội dung và kế hoạch thực hiện của chương trình APAEC giai đoạn 2021-2025 và dự kiến các hoạt động hợp tác về năng lượng với các đối tác quốc tế, đặc biệt sẽ cùng nhau thống nhất dự thảo tuyên bố chung của Bộ trưởng tại hội nghị AMM. Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Năng lượng ASEAN và Ban Thư ký ASEAN đã điều phối hoạt động kết nối giữa các nước để thống nhất các nội dung nói trên. Bên cạnh đó, Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm Năng lượng ASEAN đã hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện các nội dung về năng lượng trước khi trình hội nghị AMM38. Hội nghị AMM38 và các hội nghị liên quan là dịp để các bộ trưởng trao đổi, thảo luận và thông qua kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN APAEC giai đoạn 2 với chủ đề thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi thông qua đổi mới và hợp tác hơn. Các nước thành viên ASEAN thống nhất đưa mục tiêu đến năm 2025 đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo trong khu vực là 23% và giảm cường độ năng lượng xuống 32%. Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 là một trong những hội nghị quan trọng nhất năm 2020 về năng lượng của các nước ASEAN.